Wow. Những cây đước siêu đẹp đẽ. Được mắc những bao rác nhựa trên thân cây. Wow. Trong khi rảnh lại phải lượm rác thải nhựa. Giá như ai ủng hộ chúng ta nhỉ? Lượm rác thải nhựa mất sức lắm. Đi tay lượm phụ tay ôn đi. Ôi, ước gì những tờ 500 ngàn được treo trên cây nhỉ. Trời ơi, cũng cao lắm mới chứ, đâu có cần chảy đâu, thấp thấp lụm được. Cao. Còn con này nó đứng trên đầu của em nữa nè. Đáng lẽ nhiệm vụ lượm rác phải là của con đó. Má em nói thầy bói nói số em đi ăn mài. Đúng thật. Mà ăn mài là còn sang á. Em là ăn xin luôn á. Xin cho em một bịch rác nào. Con làm cái gì cái mắt kính bơi của tiêu nhỉ? Ngâu. Mày không biết nó phá của. Nó cắn mắt kiến bơi. Mắt kiến thương hiệu Hàn Quốc tài trợ cho tiêu nó. Trời ơi, mắt kiến độc quyền nhất Việt Nam đó con. Sao con phá đồ tiêu nhỉ? Lên đây đi. À, bà Lê Thị Hôn ơi. Ê dồ. Con xin nhặt rác thải nhựa nơi đây để hồi hướng thêm một chút công đức cho bà mau hết bệnh dịch Covid-19 ạ. Bà Lê Thị Hôn. Tên đẹp quá. Ê à, con bị kẹt đuôi cá rồi. Đuôi cá con bị kẹt trong cái này. Ây da, nó mắc kẹt rồi, nó dính vô cành cây rồi. Ai chơi ác ôn vậy? Tại sao mình lại đối xử với dòng sông này ác vậy? Cái bao to quá. Tí tí. Con không phụ được thôi chứ con la hét gì. Ráng lụm con ơi. Ai thương cho một cái like cũng thương cũng kệ con à. Mình làm việc này vì bà Lê Thị Hôn hôm nay. Vì bà đã gửi cho mình 500 ngàn để mình phóng sanh những loài trong tự nhiên. Thì mình cũng phải có một món quà tặng lại cho bà chứ con. Ý con cắn con tiêu. Không nha. Nó giận rồi đó. Nó mắc kính này quý giá mà con. Bỏ ra 50 triệu để mua đó con. 50 triệu thì mua một lô hàng người ta mới bán mắc kính con à.
Còn một cái duy nhất đó ấy vô còn nữa kìa bà con cô bác ơi, số em lọ lem dữ vậy trời, số lọ lem lắm á con. Có được tình yêu của thiên nhiên động vật chứ chả có cái gì hết.